Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Tâm, Nguyễn Lâm Thảo Tâm. Và dạo gần đây thì mình còn được biết đến bởi một cái tên rất là dễ thương, đó là cô giáo Hồng của Mắt Biếc. Thì trong 10 năm qua, và cụ thể hơn là trong 1 năm qua, thì đã có rất là nhiều điều tuyệt vời xảy đến với mình. Và mình thật sự rất là biết ơn. Thì dạo gần đây mình đã được trở thành một phần rất là đặc biệt của một dự án mà mình đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không phải là cái nhìn nữa, mà lần được nghe đến đầu tiên, đó là dự án Mắt Biếc. Thì nhân dịp ngày cuối cùng của năm 2020, là ngày cuối cùng của năm cũng như là cuối cùng của một thập kỷ luôn, thì mình muốn được gửi lời tri ân đến với tất cả những khán giả đã và đang ra rạp hàng ngày để ủng hộ Mắt Biếc, cũng như là tất cả mọi người đã ủng hộ Tâm trong suốt 10 năm qua, trong một thập kỷ tròn đầy thăng trầm. Cho nên là Tâm sẽ hát tặng mọi người bài Có Chàng Trai Viết Lên Cây, phiên bản karaoke. Có lẽ sẽ hát hơi lỗi một chút, nhưng mà trọn vẹn tình cảm, cho nên là hy vọng tất cả mọi người sẽ thích. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, mối tình như gió như mây, nhiều năm trôi qua vẫn thấy giống như bức tranh vẽ bằng sự em ngày thơ. Có khi trong tim thương nỡ là mơ, câu chuyện đã dần xa xôi, niềm riêng không ai biết tới, hai người sống ở hai nơi lâu không đi sát lối, chỉ thương con người vẫn hoài gìn giữ nhiều luyến lưu. Mỗi khi nhớ đôi mắt biếc như thời chưa biết nguồn đau, ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ rằng tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sao tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là bất thôi, tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Ngược xuôi bàn chén đất khay, mọi tình cứ thế phai nhanh, dường như thôi không nghĩ đến. Ít lâu có cô gái làm dịu em hồn đã khô, dẫu không có đôi mắt sống mùa thu. Câu chuyện đáng lẽ xa xôi, niềm riêng không ai nhắc tới, nhưng rồi ngăn cách xa khơi. Một hôm cơn mưa dẫn lối, thấy cô gái nằm ấy khiến thổn thức như lúc đầu. Vẫn nơi đó đôi mắt biếc, giờ đã biết buồn đau. Ngày cô ấy đi theo nơi phồn hoa, chàng trai bơ vơ từ xa, trong tim hụt hẫng như mất một thứ gì không ai hiểu thấu. Vì tình yêu những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh quá, đâu nghĩ rằng tương tư đến dài như thế. Đời muôn ngã mang số kiếp đổi thay, rồi khi tình cờ gặp lại hai thân phận khác, sao tên người vẫn vậy, có một người vẫn vậy. Thì ra xa nhau là mất thôi, tay không chung đôi, chỉ giấc mơ vẫn còn bồi hồi trọn đời. Có chàng trai viết lên cây lời yêu thương cô gái ấy, có chàng trai viết lên cây. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ bộ phim Mắt Biếc. Và
trên một phương diện lớn hơn thì cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Tâm trong năm qua, thậm chí là lâu hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành cùng Tâm từ những ngày bắt đầu đi làm người mẫu lookbook, từ ngày còn là một cô học sinh. Trong quá trình học đại học thì cũng đã có rất là nhiều bạn bè và cả thầy cô đã giúp đỡ mình, cho nên là nhân dịp sắp qua năm mới rồi thì Tâm chúc mọi người có một năm thật sự thật sự thật sự hạnh phúc, tại vì đó là điều quan trọng nhất. Cảm ơn mọi người. Cô giáo Hồng xin chào, bye.